Xin chào các bạn. Đông Nam Á từng là miếng mồi ngon cho các cường quốc châu Âu khi mà Hà Lan chiếm Indonesia, Đế quốc Anh có Mã Lai và Miến Điện, còn người Pháp thì giành lấy Việt Nam, Campuchia và Lào. Quốc đảo nhỏ bé Đông Timor trở thành thuộc địa của Bồ Đào Nha, còn quần đảo Philippines được chuyển từ tay Tây Ban Nha sang Mỹ. Thái Lan tuy thoát khỏi kiếp thuộc địa nhưng cũng chịu đựng nhiều sự chèn ép của Anh và Pháp. Vậy tại sao Đông Nam Á lại trở thành mục tiêu của các cường quốc phương Tây? Trong video hôm nay, các bạn hãy cùng 5 phút thôi tìm hiểu về tham vọng của các cường quốc thực dân nha. Bồ Đào Nha giành lấy quần đảo Gia Vị. Vào năm 1453, Đế quốc Ottoman đã tiêu diệt Đế quốc Đông La Mã. Điều này đã ngăn cản người châu Âu tham gia vào các tuyến đường thương mại đi qua các khu vực biển Aegean, biển Marmara và biển Đen. Con đường tơ lụa kết nối thương mại giữa Đông và Tây bị cắt đứt. Điều này đã thúc đẩy các cường quốc châu Âu tìm kiếm con đường thay thế để trao đổi thương mại phương Đông. Tới năm 1498, sau nhiều thập kỷ nỗ lực thám hiểm, nhà hàng hải người Bồ Đào Nha là Vasco da Gama đã tới được Ấn Độ và đến Calicut. Ông trở lại Lisbon vào năm 1499 và mở ra một thời đại mới với sự hiện diện liên tục của người châu Âu ở phương Đông. Tới năm 1505, Bồ Đào Nha chiếm được Goa, một hải cảng quan trọng ở phía Tây Ấn Độ. Mục tiêu tiếp theo của họ chính là quần đảo Gia Vị. Để giành lấy mục tiêu quan trọng này, người Bồ nhằm tới Malacca, cửa ngõ của Đông Nam Á. Tới năm 1511 thì Bồ Đào Nha đã chiếm được trung tâm thương mại giàu có này. Từ đây, họ dong buồm qua Java, quần đảo Sanda nhỏ và Ambon để đến với Banda vào đầu năm 1512. Người Bồ Đào Nha đã mua nhục đậu khấu và đinh hương để đem về châu Âu. Sau đó, họ tìm cách mở rộng địa bàn ở khu vực này với việc đổ bộ lên phía đông quần đảo Timor vào năm 1515 và thành lập thuộc địa ở Ambon vào năm 1521. Người Bồ cũng thiết lập giao thương với Brunei và Siam. Mục tiêu tiếp theo của Bồ Đào Nha là thành lập một tuyến đường thương mại với Trung Quốc. Tới năm 1557, người Bồ thành lập một khu vực định cư tại Macau và trả 500 lạng bạc tiền thuê đất cho triều đình nhà Minh mỗi năm. Trong thời kỳ này, Bồ Đào Nha chính là nước kiểm soát giao thương giữa phương Tây về Ấn Độ, Nhật Bản và Trung Quốc. Tây Ban Nha chiếm Philippines. Trong khi người Bồ Đào Nha tiến tới quần đảo Gia Vị từ phía Tây, thì người Tây Ban Nha lại chọn một con đường khác, đó là đi vòng qua thế giới để tới quần đảo Gia Vị từ phía Đông. Từ năm 1519 đến năm 1522, đoàn thuyền của Magellan đã đi chọn một vòng quanh địa cầu, trong đó đi qua quần đảo Gia Vị. Dù vậy thì lúc này, người Tây Ban Nha còn bận rộn về xung đột ở châu Âu và thuộc địa ở châu Mỹ, vì vậy mà họ vẫn chưa can thiệp nhiều vào Đông Nam Á. Tới năm 1543, đoàn thám hiểm của Tây Ban Nha đã đến đảo Leyte và đảo Sama, đồng thời đặt tên cho chúng là quần đảo Philippines để vinh danh Thái tử Philip. Nhưng phải tới 22 năm sau thì triều đình Tây Ban Nha mới quyết định thuộc địa hóa quần đảo này. Vào năm 1565, một đoàn thuyền xuất phát từ Barra de Navidad nằm ở phía tây Mexico, từ đó đi tới đảo Guam rồi đến đảo Cebu, bắt đầu quá trình chinh phục Philippines. Từ Cebu, người Tây Ban Nha bắt đầu tiến về phía bắc để chiếm đảo Luzon, và tới năm 1571 thì họ đã chiếm được Manila và chuyển thủ phủ về đây. Sau đó thì họ đã thiết lập một tuyến đường giữa Acapulco, hải cảng ở phía tây Mexico và Manila, thành phố ở phía bắc của quần đảo Philippines. Kéo dài hơn 2 thế kỷ, tuyến đường này đã đưa hàng hóa từ châu Âu, châu Phi và châu Mỹ qua Thái Bình Dương để đến Đông Nam Á và ngược lại. Bạc được khai thác ở Mexico và Peru được đổi lấy lụa Trung Quốc, đá quý Ấn Độ, gia vị từ Maluku, trong khi rượu vang và ô liu được trồng từ châu Âu và Bắc Phi, được vận chuyển qua Mexico để đến Manila. Chính vì vậy mà Philippines nằm dưới quyền cai trị của Phó Vương quốc Tân Tây Ban Nha, có trụ sở tại thành phố Mexico. Mãi đến khi Mexico giành được độc lập từ tay người Tây Ban Nha vào năm 1821, thì quần đảo này mới nằm dưới sự quản lý trực tiếp của Hoàng gia ở Madrid. Tới năm 1898, chiến tranh Mỹ-Tây Ban Nha nổ ra. Kết quả là cường quốc châu Âu một thời đã phải từ bỏ chủ quyền đối với Cuba, đồng thời nhượng lại Puerto Rico, đảo Guam và Philippines cho Mỹ. Đổi lại thì Mỹ trả cho Tây Ban Nha 20 triệu đô la. Hà Lan hất cẳng người Bồ Đào Nha. Vào năm 1595, người Hà Lan mới bắt đầu chuyến thám hiểm quần đảo Đông Nam Á dưới sự chỉ huy của Cornelis de Houman. Và tới năm 1602 thì công ty Đông Ấn Hà Lan được thành lập, đồng thời được chính phủ trao cho độc quyền buôn bán ở châu Á. Từ đó người Hà Lan nhanh chóng thiết lập các thổ địa ở khu vực này. Mục tiêu mà họ nhắm đến đầu tiên là đảo Java, với việc thành lập trạm thương mại ở Banten vào năm 1603.
Tiếp đó họ chiếm được Ambon từ tay người Bồ Đào Nha vào năm 1605. Sau đó người Hà Lan tấn công Malacca của Bồ Đào Nha vào năm 1606, thế nhưng đã thất bại trong trận chiến này. Dù vậy chỉ 3 năm sau, tức là vào năm 1609 thì họ đã giành được quyền kiểm soát quần đảo Gia Vị hay quần đảo Banda. Tới năm 1619, người Hà Lan chiếm được Yogyakarta ở phía tây của đảo Java và đổi tên thành Batavia. Đây chính là thủ đô Jakarta của Indonesia ngày nay. Sau đó thành phố này nhanh chóng trở thành một trung tâm thương mại quan trọng khi mà người Hà Lan thành lập thuộc địa ở phía tây của đảo Đài Loan vào năm 1624, thiết lập con đường thương mại tới Trung Quốc và Nhật Bản. Với sức mạnh ngày càng gia tăng, thì tới năm 1641, người Hà Lan đã đánh bại người Bồ Đào Nha để giành lấy quyền kiểm soát Malacca và kiểm soát tuyến đường từ Ấn Độ tới Trung Quốc. Trong khi việc thiết lập một chỗ đứng vững chắc ở Java, hòn đảo đông dân nhất thế giới, đã giúp cho Hà Lan có thể từ từ mở rộng thuộc địa của mình ở Đông Nam Á. Đế quốc Anh nhảy vào Đông Nam Á. Từ giữa thế kỷ 18, Đế quốc Anh đã trở thành một cường quốc hàng đầu châu Âu và bắt đầu xâm lược thuộc địa ở châu Á với mục tiêu đầu tiên là Ấn Độ. Tới năm 1786 thì người Anh tiến hành mua đảo Penang từ tay Hồi quốc Kedah. Tuy nhiên thì tiền không được trả một lần mà được trả hàng năm với giá là 6.000 đô la Tây Ban Nha. Sau đó vào năm 1800 tiếp tục thành lập tỉnh Wali ở trên bán đảo Mã Lai đối diện với đảo Penang và khoản thanh toán hàng năm cho Sultan của Kedah đã được tăng lên 10.000 đô la Tây Ban Nha. Hiện nay thì những khoản thanh toán này vẫn được chính phủ Malaysia thanh toán cho quốc vương Kedah. Trong khi đó thì tuyến đường thương mại giữa Trung Quốc và Ấn Độ thuộc Anh phải đi qua eo biển Malacca do Hà Lan kiểm soát. Vì vậy mà năm 1818, Thomas Stamford Raffles đã đề xuất nên xây dựng một cảng mới trong khu vực. Địa điểm được chọn là đảo Singapore vì vị trí ở mũi phía nam của bán đảo Mã Lai nằm gần eo biển Malacca. Nó cũng là bến cảng tự nhiên tuyệt vời, đồng thời có nguồn cung cấp nước ngọt và gỗ để sửa chữa tàu thuyền. Quan trọng nhất là hòn đảo này không bị người Hà Lan chiếm đóng. Sau đó người Anh mua được đảo Singapore từ tay Hồi quốc Johor vào năm 1819 với giá là 8.000 đô la Tây Ban Nha mỗi năm. Việc này làm cho căng thẳng giữa Anh và Hà Lan tăng lên. Cuối cùng thì hai nước đã đạt được thỏa thuận chia đôi eo biển vào năm 1824. Hà Lan sẽ nhượng lại Malacca cho đế quốc Anh, đổi lại thì người Anh cũng phải trao thuộc địa Bencoolen, khu vực dài khoảng 800 km dọc theo bờ biển phía tây của đảo Sumatra cho người Hà Lan. Hai nước sẽ lấy eo biển Malacca làm mốc, phía bắc cho người Anh và phía nam cho người Hà Lan. Khi vấn đề ở eo biển Malacca đã được giải quyết xong, người Anh lại vướng vào một cuộc chiến với Myanmar. Lúc này thì người Miến đã chiếm được Manipur và Assam, đe dọa vùng đông bắc Ấn Độ. Do đó đế quốc Anh đã hỗ trợ các dân tộc thiểu số ở đây chống lại triều đình Myanmar. Kết quả là xung đột đã nổ ra vào năm 1824. Sau 2 năm chiến tranh, người Miến đã thất bại và phải cắt Arakan và Tenasserim cho người Anh. Tới năm 1852, chiến tranh lại nổ ra và người Anh chiếm được Hạ Miến Điện. Và vào năm 1885, họ tiếp tục giành được Thượng Miến, đồng thời biến toàn bộ Myanmar trở thành thuộc địa của mình. Pháp xâm lược Đông Dương. Khi người Anh đã nhảy vào Đông Nam Á thì cũng là lúc mà người Pháp nhằm nhe xâm chiếm Đông Dương với mục tiêu đầu tiên chính là Việt Nam. Vào tháng 9 năm 1856, tàu chiến Catinat đưa phái viện Pháp mang quốc thư đến Đà Nẵng nhằm thiết lập quan hệ ngoại giao với Đại Nam để có thể thông thương và tự do truyền đạo, nhưng triều đình Huế không chịu tiếp. Sau đó hải quân Pháp đã khai hỏa bắn phá các đồn lũy rồi kéo lên phá tất cả các đại bác bố trí ở trên bờ rồi nhổ neo bỏ đi. Tới ngày 1 tháng 9 năm 1858, Liên quân Pháp và Tây Ban Nha với 3.000 quân và 14 thuyền chiến đã chiếm được bán đảo Sơn Trà ở Đà Nẵng, thế nhưng bị cầm chân tại đây trong 5 tháng. Do đó, họ chuyển hướng tấn công xuống phía Nam và tới tháng 2 năm 1859 thì quân Pháp đã chiếm được Gia Định, sau đó mở rộng ra xâm chiếm toàn bộ miền Nam. Sau khi thất bại trong trận Đại Đồn Chí Hòa vào tháng 2 năm 1861, vua Tự Đức đã phải ký hiệp ước nhượng 3 tỉnh miền Đông Nam Kỳ cho Pháp vào tháng 6 năm 1862. Ngay khi đứng vững chân ở Gia Định, người Pháp cũng đã bắt đầu để mắt tới vùng biển Hồ Màu Mỡ. Và tới năm 1863, vua Norodom đã phải ký hiệp ước chấp nhận quyền bảo hộ của Pháp với Vương quốc Campuchia. Nhưng mà vì lúc này, Campuchia là chư hầu của Siem, nên vào năm 1867, Pháp quyết định cắt hai tỉnh miền Tây Bắc là Bát Tam Bang và Siem Reap cho Siem để đổi lấy sự công nhận cho quyền thống trị của Pháp trên đất Campuchia. Cũng trong năm này, người Pháp đã tiến hành chiếm 3 tỉnh miền Tây và hoàn tất quá trình xâm lược Nam Kỳ. Sau khi thất bại trong lần đầu tiên xâm chiếm Bắc Kỳ vào năm 1873,
người Pháp đã mở chiến dịch thứ hai từ năm 1882. Đúng vào lúc này, vua tự Đức băng hà vào ngày 19 tháng 7 năm 1883 mà không có con nối dõi. Lợi dụng tình hình này, quân Pháp đã tấn công thẳng vào kinh thành Huế, ép triều đình phải ký hòa ước Hartmann và sau đó là hòa ước Paternotre, chia nước Việt Nam ra làm ba xứ là Bắc Kỳ, Trung Kỳ và Nam Kỳ, dưới ba chế độ khác nhau, mỗi kỳ có một chế độ cai trị riêng như là ba nước riêng biệt. Nam Kỳ là thuộc địa của Pháp, Bắc Kỳ và Trung Kỳ là xứ Pháp bảo hộ, nhưng triều đình nhà Nguyễn trên danh nghĩa vẫn được kiểm soát. Sau khi chiếm xong Campuchia và Việt Nam, Pháp liền tính chuyện chiếm lấy Lào. Lúc này thì đất Lào đang bị chia làm ba vương quốc là Luang Prabang ở phía Bắc, Champasak ở phía Nam và Viêng Chăn ở giữa đã bị Xiêm xâm chiếm. Vào năm 1886, nhân cơ hội quân Cờ Đen từ miền Bắc Việt Nam tràn sang Luang Prabang thì quân Pháp đã tham chiến với lý do giúp bảo vệ hoàng gia. Vì vậy mà vào năm 1889, Luang Prabang đã trở thành xứ bảo hộ của Pháp bất chấp phản đối của người Thái. Tới năm 1893, chiến tranh nổ ra giữa Pháp và Xiêm, kết quả là người Thái thất bại và phải nhượng lại toàn bộ khu vực bờ đông sông Mekong. Họ chỉ giữ lại được phần phía tây của vương quốc Champasak. Từ vùng lãnh thổ mới chiếm được, người Pháp tiến hành thành lập nên xứ bảo hộ Lào. Thái Lan đứng giữa Anh và Pháp. Từ đầu thế kỷ 19, Đông Nam Á đã trở thành miếng mồi ngon trong mắt của tất cả các nước châu Âu và để đối phó về vấn đề này thì Siem La, tức là Thái Lan ngày nay, đã tích cực mở cửa và phát triển giao thương. Nước này có thỏa thuận thương mại với Mỹ vào năm 1833, dưới thời Rama III và với Anh vào năm 1855, dưới thời Rama IV. Vị vua này cũng tiếp thu văn minh của phương Tây, học tiếng Latin, tiếng Anh và thiên văn. Vì vậy mà ông được gọi là cha đẻ của khoa học và công nghệ ở Thái Lan. Kế tiếp vua cha, Rama V đã sang các thuộc địa của châu Âu, bao gồm Singapore, Java và Ấn Độ để học chính trị, hành chính, lối sống và chính sách của phương Tây. Trong thời gian này, ông đã học được nhiều chính sách cải cách để hiện đại hóa đất nước. Tuy nhiên thì trước sức ép ngày càng lớn của Anh và Pháp khiến cho người Thái liên tục phải từ bỏ các chư hầu của mình. Đầu tiên là Campuchia vào năm 1867, đổi lại thì Siem giữ được hai tỉnh là Bát Tam Bang và Siem Reap. Đến năm 1889, Luang Prabang trở thành xứ bảo hộ của Pháp. Đỉnh điểm là vào năm 1893, Siem phải nhượng lại toàn bộ khu vực ở bờ đông sông Mekong cho Pháp. Cùng với đó là tỉnh Chanthaburi cũng bị rơi vào tay của quân Pháp. Đây cũng là lần đầu tiên mà người Thái mất đi lãnh thổ mà mình trực tiếp cai quản vào tay của một cường quốc phương Tây. Sau thất bại này, Hoàng gia Thái tiếp tục cải cách đất nước theo hướng Tây hóa, đồng thời tập trung quyền lực về trung ương với cải cách Thesa Phiben, thay thế các mường bằng môn thôn, sáp nhập toàn bộ khu vực phía Bắc vào lãnh thổ của Thái Lan. Thế nhưng người Pháp vẫn tiếp tục gây áp lực lên Siem và tới năm 1904 thì người Thái lại phải cắt đi hai khu vực ở bờ Tây sông Mekong cho Lào thuộc Pháp, ngày nay là tỉnh Senyabuli và phần phía Tây của tỉnh Champasak. Cùng với đó là giao tỉnh Chad cho Campuchia thuộc Pháp để đổi lấy tỉnh Chanthaburi. Tới năm 1907, để lấy lại Chad thì người Thái đã phải mất Bát Tam Bang và Siem Nakhon. Trước sự bành trướng của người Pháp về phía Tây, thì người Anh lo ngại đối thủ của mình sẽ nuốt trọn Siem, vì vậy mà họ đã giúp đỡ Rama V để chống lại sự bành trướng này. Thế nhưng cái giá phải trả là vào năm 1909, đế quốc Anh đã sáp nhập các chư hầu của Siem ở bán đảo Mã Lai là Perlis, Kedah, Kelantan và Terengganu và họ chỉ giữ lại được Battani. Thực tế thì phần lớn các lãnh thổ mà Siem phải nhượng lại chưa bao giờ nằm dưới sự kiểm soát thực sự của người Thái. Thế nhưng việc phải từ bỏ mọi yêu sách đối với lãnh thổ này là một sự sỉ nhục với Thái Lan. Chính vì vậy mà chủ nghĩa dân tộc đã trỗi dậy ở nước này trong Thế chiến thứ hai. Từ thuộc địa tới độc lập. Như vậy thì đến thế kỷ 20, toàn bộ Đông Nam Á, ngoại trừ Thái Lan đã trở thành thuộc địa của các nước phương Tây. Người Anh đã chiếm đóng Myanmar, Malaya, Singapore và phần phía bắc của đảo Borneo. Còn Pháp thì kiểm soát Đông Dương, bao gồm Việt Nam, Lào và Campuchia. Trong khi đó thì người Hà Lan cai trị khu vực là Indonesia ngày nay. Còn Mỹ chiếm đóng Philippines. Người Bồ Đào Nha thì vẫn giữ lại được phía đông của đảo Timor. Mãi tới khi chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ vào năm 1939, thì tình hình khu vực mới có sự biến đổi sâu sắc. Nhật Bản, cường quốc số 1 châu Á lúc này đã đánh chiếm được phía đông của Trung Quốc. Tới tháng 6 năm 1940, Pháp thua trận và phải ký thỏa thuận ngừng bắn với Đức Quốc xã, đồng thời thành lập chính phủ Vichy. Chỉ 3 tháng sau, Nhật Bản, một đồng minh của Đức, đã nhanh chóng chiếm lấy toàn bộ Đông Dương. Thái Lan cũng nhân cơ hội này tấn công Pháp để lấy lại các lãnh thổ đã mất trước đó ở Lào và Campuchia.
Tới ngày 7 tháng 12 năm 1941, Nhật Bản tấn công chân châu cảng của Mỹ, cùng lúc đó thì xâm lược Malaya thuộc Anh, Philippines thuộc Mỹ và Thái Lan. Do đó, Thủ tướng Thái là Phibun đã đồng ý thành lập một liên minh quân sự với đế quốc Nhật Bản và quân đội Nhật Bản đã được phép đi qua lãnh thổ Thái Lan để tấn công Burma và Malaya, lúc đó đang thuộc về người Anh. Đổi lại thì Nhật cho phép Thái Lan chiếm một phần lãnh thổ ở hai thuộc địa trên của Anh. Tới tháng 3 năm 1942, đế quốc Nhật nhanh chóng chiếm lấy toàn bộ khu vực Đông Nam Á. Tuy nhiên thì người Nhật cũng không vui vẻ được bao lâu, bởi vì vào tháng 6 năm 1942, Mỹ đại thắng trong trận hải chiến Midway, khiến cho Nhật Bản phải mất tới 4 tàu sân bay, 2 tàu tuần dương, 248 máy bay và có 3.057 binh sĩ thiệt mạng. Thất bại nối tiếp thất bại, người Nhật tiếp tục chịu thiệt hại nặng nề trong chiến dịch Guadalcanal, khiến cho 31.000 người chết, 1.000 người bị bắt, mất 38 tàu và 683 máy bay. Từ đây thì thế trận ở Thái Bình Dương đảo chiều và hải quân Mỹ dần đẩy lùi được hải quân Nhật Bản. Khi chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc vào năm 1945 và Nhật Bản thất bại thì Thái Lan cũng phải trả lại các vùng đất đã chiếm được. Sau đó thì Philippines được Mỹ trao trả độc lập vào năm 1946, trong khi các cường quốc châu Âu vẫn không chịu buông bỏ thuộc địa, khiến hàng loạt phong trào giành độc lập đã diễn ra ở khắp Đông Nam Á sau Thế chiến thứ hai. Và sau khi Ấn Độ giành được độc lập vào năm 1947, thì người Anh cũng đã phải từ bỏ thuộc địa Myanmar vào năm 1948. Còn người Indonesia đã giành được độc lập vào năm 1949 sau 4 năm chiến tranh chống lại người Hà Lan. Ba nước Đông Dương là Lào, Việt Nam và Campuchia cũng giành lại được độc lập vào năm 1954 sau khi Pháp thất bại trong trận Điện Biên Phủ. Tuy vậy thì người Mỹ đã thế chỗ và can thiệp vào Đông Dương để ngăn chặn làn sóng đỏ. Ở bán đảo Mã Lai thì vào năm 1957, Malaya được người Anh trao trả độc lập. Và đến năm 1963, Liên bang Malaysia được thành lập khi mà Malaya thống nhất với Singapore, Sabah và Sarawak. Nhưng chỉ được 2 năm, tới năm 1965, Singapore ly khai khỏi liên bang và trở thành một quốc gia độc lập. Tới năm 1975, Mỹ ngừng can thiệp vào Việt Nam, Lào và Campuchia. Cũng trong năm này, Đông Timor được Bồ Đào Nha trao trả độc lập. Tuy nhiên thì chỉ 9 ngày sau, Indonesia đã xâm lược quốc gia nhỏ bé này. Tiếp đến là vào năm 1984, người Anh tiến hành trao trả độc lập cho Brunei. Và mãi tới năm 2002 thì Indonesia mới trao trả độc lập cho Đông Timor, kết thúc hoàn toàn quá trình thuộc địa hóa ở Đông Nam Á. Tại sao phương Tây lại xâm lược Đông Nam Á? Bắt đầu từ thời kỳ phục hưng, các quốc gia châu Âu đã phát triển rất nhanh. Chính vì vậy mà các nước này cần tìm ra các thị trường mới để tiêu thụ hàng hóa dư thừa, cũng như tìm thêm nguồn cung nguyên liệu. Vì vậy mà quá trình thuộc địa hóa bắt đầu từ thế kỷ 16. Đông Nam Á là một lựa chọn tuyệt vời khi mà ở đây có nguồn tài nguyên quý giá và lực lượng lao động dồi dào. Người Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và Hà Lan đã tranh giành quần đảo Gia Vị, ngày nay là quần đảo Maluku thuộc Indonesia. Trong khi người Anh tìm kiếm gỗ tách và hồng ngọc ở Myanmar, cao su và tiếc ở Malaysia, dầu mỏ ở Brunei. Người Pháp thì khai thác than ở miền Bắc Việt Nam, còn người Hà Lan tích cực khai thác dầu mỏ ở Indonesia. Ngoài ra gạo cũng là một mặt hàng xuất khẩu rất quan trọng, đặc biệt là với Myanmar thuộc Anh và Đông Dương thuộc Pháp. Đông Nam Á cũng là khu vực có dân số đông đúc, điều này đã tạo ra một nguồn nhân công giá rẻ và thị trường tiêu thụ lớn cho các nước thực dân. Một lý do cũng cực kỳ quan trọng, đó là Đông Nam Á nằm trên tuyến đường hàng hải quan trọng nối liền Ấn Độ Dương với Thái Bình Dương, kết nối Ấn Độ và Trung Quốc cũng như xa hơn là Triều Tiên và Nhật Bản. Người Bồ Đào Nha chiếm lấy Malacca, rồi sau đó chiếm Macau để dễ buôn bán với Trung Quốc. Sau đó người Hà Lan đã hất cảng người Bồ để giành lấy Malacca và tranh giành quyền giao thương với nhà Thanh. Còn người Anh thì sau khi chiếm lấy Singapore, họ cũng nhanh chân giành lấy Hồng Kông, biến nơi đây trở thành thương cảng hàng đầu châu Á. Người Pháp cũng mong muốn thành lập một tuyến đường thương mại với Trung Quốc. Sau khi chiếm được Nam Kỳ và Campuchia, một đoàn thám hiểm người Pháp đã thử đi ngược sông Mekong để tới miền Nam Trung Quốc. Thế nhưng, khi đi tới thác Khone ở gần biên giới với Lào, Campuchia thì người Pháp đã phải dừng lại. Chính vì vậy mà họ đã quyết tâm chiếm lấy Bắc Kỳ để đi từ Việt Nam qua Trung Quốc một cách dễ dàng. Trong khi ở Đại Tây Dương, người Tây Ban Nha rong buồm từ Mexico tới Guam rồi tới Philippines, từ đó sẽ đi tiếp tới Trung Quốc. Sau này thì người Mỹ đã giành lấy cả Guam và Philippines để tiếp tục đi con đường này. Còn ở Đông Nam Á lục địa, Miến Điện giáp về Ấn Độ, thuộc địa quan trọng nhất của người Anh. Đế quốc mặt trời không bao giờ lặn sẽ không thể để Miến Điện phát triển hùng mạnh và trở thành một mối đe dọa về Ấn Độ. Chính vì vậy mà họ đã phát động 3 cuộc chiến tranh nhằm đè bẹp tham vọng cuột khởi của người Miến.
Bên cạnh yếu tố bên ngoài, thì ở bên trong các nhà nước phong kiến ở khu vực Đông Nam Á cũng đang suy yếu trầm trọng, cùng với nền quân sự lạc hậu đã biến các nước này trở thành mục tiêu dễ bị kiểm soát và thống trị bởi các cường quốc thực dân. Khi người Bồ Đào Nha bắt đầu tiến vào eo biển Malacca, thì đế quốc Majapahit hùng mạnh một thời đang dần suy tàn. Còn sau đó thì người Hà Lan và người Anh đến với khu vực này, các tiểu quốc nhỏ bé cũng không thể chống lại được các đội quân đến từ châu Âu với sự vượt trội về vũ khí. Trong khi tới nửa sau thế kỷ 19, Việt Nam cũng đang bước vào thời kỳ suy thoái khi mà hàng loạt cuộc khởi nghĩa nông dân đã nổ ra chống lại nhà Nguyễn. Còn Campuchia và Lào thì đều ngả theo người Pháp để chống lại ảnh hưởng của Xiêm La. Cuối cùng chỉ còn Thái Lan là giữ được độc lập nhờ có vị trí vùng đệm, nỗ lực cải cách và khả năng ngoại giao khôn khéo. Hậu quả và di sản của thời kỳ thuộc địa. Quá trình xâm lược của chủ nghĩa thực dân đã để lại nhiều hậu quả và di sản đối với khu vực Đông Nam Á. Những tác động về kinh tế, chính trị, xã hội và văn hóa từ quá trình này vẫn còn hiện hữu cho đến ngày nay. Đầu tiên là các vương quốc ở Đông Nam Á, ngoại trừ Thái Lan, đã mất đi độc lập và chủ quyền vì bị thực dân hóa trong hàng trăm năm. Quyền lực đã được chuyển giao từ tay người bản địa sang tay các quan chức thực dân. Đồng thời, các tư tưởng tiến bộ ở châu Âu cũng được lan sang châu Á và gieo mầm cho các phong trào độc lập. Vì vậy mà sau khi thời kỳ thuộc địa kết thúc, phần lớn các quốc gia Đông Nam Á đã chuyển đổi từ các vương quốc trở thành các nước cộng hòa, trừ Thái Lan, Campuchia và Malaysia là ba nước quân chủ lập hiến. Và chỉ có Brunei là vẫn duy trì chế độ quân chủ chuyên chế. Không chỉ vậy, quá trình xâm lược còn tạo ra sự kết nối kinh tế giữa các quốc gia thực dân và các thuộc địa, đẩy nhanh quá trình toàn cầu hóa. Tuy nhiên ngược lại, nó cũng biến các quốc gia trong khu vực trở thành những nguồn cung cấp tài nguyên và lao động để phục vụ nhu cầu của các nước châu Âu. Điều này không chỉ gây ra sự phụ thuộc kinh tế của các quốc gia bản địa vào các nước thực dân, mà nó còn làm cho quá trình khai thác tài nguyên diễn ra một cách vô tội vạ. Cũng trong quá trình này, người châu Âu đã đem đến châu Á nhiều loại cây trồng mới, quan trọng nhất là cao su, cà phê, cọ dầu, cacao và thuốc lá. Trong đó cao su là loại cây quan trọng nhất, khi có tới 9 quốc gia Đông Nam Á nằm trong số 15 quốc gia xuất khẩu nhiều cao su nhất. Ngoài ra thì cà phê cũng đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế Indonesia và Việt Nam, còn cọ dầu là cây trồng chủ lực của Indonesia và Malaysia. Tuy nhiên, việc thành lập các đồn điền trồng cây công nghiệp cũng đã khiến cho diện tích rừng bị suy giảm, làm thay đổi môi trường tự nhiên ở các quốc gia Đông Nam Á. Việc phát triển đồn điền cũng khiến cho nhu cầu lao động gia tăng, dẫn đến tình trạng nhập cư ồ ạt, đặc biệt là từ Trung Quốc và Ấn Độ, tạo ra sự thay đổi lớn về nhân khẩu học, đặc biệt là ở các nước thuộc địa của Anh. Ở Myanmar, người Rohingya là những cư dân từ vùng Bengal ở phía Tây Ấn Độ di cư qua nước này trong thời kỳ thuộc địa. Là những người thiểu số theo Hồi giáo, họ đã trở thành đối tượng mà các sắc tộc khác ở Myanmar nhắm tới, tạo ra cuộc khủng hoảng tị nạn vào năm 2015. Trong khi người Hoa tới từ các tỉnh phía Nam Trung Quốc, người Tamil đến từ phía Nam Ấn Độ và phía Bắc Sri Lanka đã di cư đến Singapore và Malaysia. Đối với đảo quốc sư tử Singapore, thì đây là nước Đông Nam Á duy nhất có tới 4 ngôn ngữ chính thức là tiếng Anh, tiếng Mã Lai, tiếng Quan Thoại và tiếng Tamil. Trong đó có tới 76% người Singapore là người Hoa. Còn nước láng giềng Malaysia cũng có tới hơn 23% là người Hoa, tỷ lệ cao thứ 3 trên thế giới, chỉ sau Trung Quốc và Singapore. Dù chỉ là dân tộc thiểu số, thế nhưng người Hoa ở Đông Nam Á lại chiếm phần lớn kinh tế của các nước trong khu vực. Ví dụ như ở Philippines, người Hoa chỉ chiếm 3% dân số, nhưng kiểm soát tới 62% nền kinh tế. Ngoài ra, ảnh hưởng của người Mỹ ở quốc đảo này vẫn rất sâu đậm. Tiếng Anh là một trong hai ngôn ngữ chính thức ở Philippines. Và môn thể thao mà người dân ở quốc đảo này yêu thích nhất chính là môn bóng rổ, trò chơi đến từ xứ cờ Hoa. Còn ở Đông Timor, tiếng Bồ Đào Nha là một trong hai ngôn ngữ chính thức. Và ở châu Á, chỉ có hai quốc đảo này có đa phần cư dân theo Công giáo La Mã. Bên cạnh tôn giáo và ngôn ngữ, thời kỳ thuộc địa còn làm thay đổi cả chữ viết của các dân tộc bản địa, Philippines, Đông Timor, Indonesia, Malaysia, Singapore và Việt Nam đều sử dụng chữ Latin. Còn Brunei vừa sử dụng chữ Latin, vừa sử dụng chữ Ả Rập. Còn lại các nước Myanmar, Thái Lan, Lào và Campuchia vẫn sử dụng chữ viết bản địa có nguồn gốc từ Ấn Độ. Cuối cùng, thời kỳ thuộc địa còn định hình biên giới của các quốc gia trong khu vực. Người Thái phải từ bỏ mộng xâm lược Lào và Campuchia. Trong khi đó thì thế giới Mã Lai đã bị chia thành 5 phần là Singapore, Brunei, Indonesia, Malaysia và miền Nam Thái Lan. Đường biên giới giữa Việt Nam và các nước láng giềng cũng đã thay đổi rất nhiều trong thời kỳ thuộc địa.
Và trên đây là lý do tại sao khu vực Đông Nam Á trở thành đối tượng xâm lược của các nước phương Tây. Nếu mong muốn chúng mình làm về đề tài nào kế tiếp thì các bạn hãy để lại bình luận bên dưới video này nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.